đây là cái thuốc kháng virus bên tôi em. Thì cái thuốc kháng virus này sẽ có tác dụng là giúp giảm nhanh nồng độ kháng virus trong cơ thể chị, giúp nhanh khỏi bệnh hơn. Chị sử dụng bên này nhé. Bạn cứ mạnh mẽ lên. Cái này thực ra thì mình cần một cái tinh thần lạc quan, ăn uống thật là tốt, ngủ tốt và uống nhiều nước thì cũng khó làm tật một số thôi. Đừng sợ. Với lại là em cũng được tiêm 2 mũi vaccine á, cho nên là em cũng cảm thấy tức là rất là tự tin đúng không? Người trong người mình có vaccine rồi mà, bây giờ chỉ cần các bạn lạc quan thôi đúng không? Dạ. Thế vậy thì từ cái lúc mà mình phát hiện ra thế thì các bạn quân y đến thăm khám cho mình được mấy lần rồi? Dạ là ngày lần thứ hai ạ. Lần thứ hai. Là lần trước em được đến phát thuốc. Dạ. Chúc mừng em nha. Cảm ơn anh. Kêu ấy sao mà đếm từ 1 đến 10 bà xã, từ 1 đến 20 á. Bà xã đếm mình thấy ok, nói chung là cũng nhờ bác sĩ chỉ dẫn về tập rồi tiêm ở nhà này kia. Thuốc men thì bác sĩ nói chung là alo với bác sĩ mà cho bán hàng đi. Cái nào ấy chỉ cho to mua ra mua. Chị đến như này, chị chụp mà vay nhà nè. Chị bỏ cái cổ dưới ra. À, đúng rồi đó. Bỏ bằng cái cổ tay này, bỏ bằng dưới lên đây. Nó sẽ có lực, nó lực áp lên bằng tay này, nó sẽ đẩy không? À, thúc lên mình vỗ từ dưới lên trên thì được, nó sẽ không ra mà sẽ... Tại em bé này cũng đi Hà Nội tị bệnh cho nó 2 lần rồi bác, mà không có tiến triển nên là tốn tiền quá, nhưng mà lại gia đình cũng khó khăn nên là không đi nhà nữa. Nhà bị rối á, thật ra là mình biết ngay là bé có vấn đề về tiêu hóa. Dạ. Nên đi là nhỏ nước muối vô mũi cho bé. Dạ. Cơ bản là vậy thôi. Còn các vấn đề các tim mạch này kia của bé thì nó sẽ giống như bình thường. Nói chung là nhà mình rất là may mắn bởi vì cả nhà nó đã khỏe. Dạ, cái nhà khỏe mạnh lắm. Sao con bé này nè, con bé này à. Sức khỏe chính á, con bé gì.